Trường Giang cười thả ga khi học trò nhép giọng mình. Nam diễn viên bất ngờ với khả năng nhép giọng ăn khớp, diễn hài duyên dáng của thí sinh Phương Nam. Phương Nam từng là chiến binh của đội Trường Giang tại đấu trường Tiểu Lâm. Chàng trai tiếp tục thử sức với chương trình Tuyệt Chiêu Siêu Diễn. Anh mặc trang phục cổ trang, nhép ca khúc Ảo Mộng Tình Yêu của Đan Trường rất hài hước. Một cô gái đóng vai Tiểu Long Nữ trợ diễn cho Phương Nam trên sân khấu. Nam thí sinh khéo léo lồng ghép đưa vào tiết mục của mình một đoạn hài kịch nhép giọng Trường Giang, khiến nghệ sĩ hài và khán giả ngạc nhiên thích thú. Phần sau màn biểu diễn là cảnh cô gái đi lấy chồng, Phương Nam lại hóa chàng trai quê đi phá đám cưới của người yêu. Nét diễn của anh duyên dáng, có nhiều cử chỉ giống Trường Giang. Phương Nam xin lỗi mười khó vì đưa hình ảnh của anh vào bài thi, nhưng Trường Giang cười xòa, khen học trò diễn tốt, MC Ốc Thanh Vân dẫn dắt sân chơi này. Ba giám khảo Thu Trang Tiến Lực và Trường Giang cười thả ga trên ghế nóng. Trường Giang rất ấn tượng với phần thi của học trò Phương Nam và mừng vì học trò tiến bộ nhiều sau đấu trường Tiểu Lâm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!